Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em nào mà muốn kiếm tiền trên mạng mà đăng chia sẻ những cái link mà bị lỗi spam. Mình sẽ làm cái video này hướng dẫn cho tất cả các bạn khắc phục lỗi spam đó cho tất cả các bạn. Cái đây thì một cái mẹo cũng rất là đơn giản thôi. Rồi, để làm được thì các bạn mở Google Chrome lên ra nè. Rồi, các bạn mở Google Chrome ra cho tất cả các bạn. Rồi các bạn gõ vào từ khóa là VN VN link VN link chấm tớp các bạn, rồi các bạn nhấp vào nè. Đây thì có những cái link nào mà các bạn chia sẻ lên Facebook, Zalo này nọ đồ nó bị lỗi. Đây mình lấy cái link, một cái link nha các bạn. Ví dụ như mình lấy ra ra setup.com đi. Mình chia sẻ lên những cái link nào như nó bị vi phạm nguyên tắc cộng đồng thì thằng các bạn copy nha các bạn. Thằng Facebook nó không cho đăng luôn nha các bạn. VN. Rồi các bạn bấm nhận tab link nè. Đây thì có những rút gọn link, các bạn bấm vào rút gọn link không bị spam nha các bạn. Rồi các bạn paste cái link nãy vào nè. Rồi các bạn bấm vào một rút gọn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào captcha chứ. Đưa captcha cái nữa. Đây thì mình giới thiệu thôi, cái này thì mình demo thôi tất cả các bạn. Còn những cái link nào mà bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân trên Messenger luôn mà nó bị lỗi, các bạn nên làm cái này nha tất cả các bạn. Các bạn cũng đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo nha. Rồi các bạn bấm vào nút cuối cùng tất cả các bạn. Rồi. Rút gọn link không bị spam Facebook. Rồi các bạn copy đi nha tất cả các bạn. Rồi, các bạn di việc vào Facebook mình thôi. Rồi, các bạn mặc sức cho mà đăng nha tất cả các bạn. Không bao giờ bị spam nha tất cả các bạn. Tại vì những cái link thường thì các bạn chơi cái tiền online, tiền ghép này nọ lên những cái link nước ngoài đó tất cả các bạn. Nó bị lỗi nha tất cả các bạn. Các bạn cũng đăng nha tất cả các bạn. Đảm bảo cho các bạn mà làm cái này các bạn không bao giờ bị spam nha tất cả các bạn. Rồi cái link này thì là cái link nhất của mình nha các bạn. Bạn có thể gỡ cái link này trên Messenger này nọ nó cũng bị spam nha các bạn.